Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn gây náo loạn mạng xã hội sau một năm hợp tác. Vụng trộm không thể giấu, dự án chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trúc Dĩ, do Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn chủ diễn, dù đã lên sóng được gần một năm, nhưng sức nóng và sự quan tâm mà khán giả dành cho phim vẫn vô cùng lớn, khiến nhiều người phải thán phục. Theo số liệu cập nhật mới nhất, tổng lượng phát lại tập đầu tiên của Vụng trộm không thể giấu trên kênh YouTube chính thức của Youku đã vượt quá 43 triệu lượt xem, tăng 204 triệu view so với tháng trước, một con số tương đối ấn tượng. Trước khi thành công và được khán giả tại nhiều quốc gia đón nhận như hiện tại, Vụng trộm không thể giấu và bản thân hai diễn viên chính là Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đã trải qua không ít khó khăn, nhiều lần bị phản đối vì được cho rằng ngoại hình không sát với thiết lập nhân vật trong nguyên tác, có thời điểm căng thẳng tới nỗi cư dân mạng đòi nhà sản xuất đổi diễn viên khác. Tuy nhiên, nhờ sự quyết đoán của nhà sản xuất, đoàn làm phim và quyết tâm mạnh mẽ của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn cùng các diễn viên tham gia, trong đó có nam phụ Mã Bá Khiên đảm nhận vai Tan Diên, Vụng trộm không thể giấu mới có bước lội ngược dòng ngoạn mục đến như vậy, đồng thời được công nhận là dự án bạo khoản xuất sắc nhất hè 2023. Nam chính Trần Triết Viễn dựa vào năng lực của bản thân đã mang tới một đoàn gia hứa đầy sống động, đốn gục trái tim của vô vàn thiếu nữ. Sự nghiệp nam diễn viên sau đó cũng thăng hạng thấy rõ, càng nhận được sự tin tưởng, ưu ái hơn của cao tầng. Vụng trộm không thể giấu không chỉ có lượt view hashtag cao ngất ngưỡng trên TikTok, mà theo bảng xếp hạng phim Hoa ngữ được yêu thích nhất quốc tế được hé lộ mới đây, siêu phẩm này đã xuất sắc vượt qua loạt dự án đình đám khác như Trường Tương Tư, Giữ Phượng Hành, để giành được ngôi đầu bảng. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đi chơi riêng sau nhiều năm ly hôn, cơ hội nào để cả hai hàn gắn? Triệu Lệ Dĩnh hiện đang là nữ diễn viên gặt hái được thành công trong làng giải trí Hoa ngữ. Chính vì vậy, nhất cử nhất động của cô luôn được khán giả quan tâm. Mới đây, bức ảnh chụp chung của cô và Phùng Thiệu Phong sau 3 năm ly hôn đã bất ngờ làm dấy lên cuộc bàn luận sôi nổi trên mạng, khiến mọi người tự hỏi, liệu cặp đôi có quay lại với nhau không? Nhìn lại chuyện tình của cặp đôi Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh dường như luôn đầy rẫy những kịch tính, từ lần gặp gỡ đầu tiên trong Phận Hồng Nhan, cho đến những diễn xuất tình cảm trong Tây Du Ký Ba Nữ Nhi Quốc, tình cảm của họ đã âm thầm nóng lên trên màn ảnh. Tuy nhiên, việc họ bất ngờ tuyên bố kết hôn vào năm 2018 như một quả bom nổ, khiến tất cả mọi người đều bàng hoàng. Sự ngọt ngào tình cảm sau hôn nhân đã trở thành chủ đề bàn tán của mọi người. Tuy nhiên, mọi thứ không thể đoán trước được. Khi cuộc hôn nhân của họ kết thúc sau gần 3 năm bên nhau, có nhiều ý kiến khác nhau về lý do ly hôn, nhưng chỉ có họ mới biết sự thật. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Triệu Lệ Dĩnh lần đầu tiên nói về cuộc hôn nhân này. Cô thừa nhận sự khác biệt về tính cách và lối sống là nguyên nhân chính khiến họ chia tay. Triệu Lệ Dĩnh là một cô gái chân thật và thẳng thắn. Cô không thích đạo đức giả và thích một cuộc sống đơn giản, tự do. Khi rảnh rỗi, cô thích tận hưởng sự yên tĩnh lặng lẽ trên ban công hay đạp xe qua các con phố trong thành phố. Cô nàng tỉ mỉ trong công việc, nhưng về đời tư, cô ấy là người dịu dàng và tinh tế. Cô hiểu được sự quý giá của cuộc sống, nên trân trọng từng giây phút được ở bên gia đình và bạn bè. Về bức ảnh chụp cùng chồng cũ, Triệu Lệ Dĩnh cho biết rằng, đó chỉ là một tình tiết nhỏ trong cuộc đời và không có ý nghĩa gì đặc biệt. Chia sẻ này cho thấy Triệu Lệ Dĩnh khẳng định không nối lại tình xưa với chồng cũ. Sao nữ cho biết, cả hai xuất hiện bên nhau vì con chung, chứ bản thân cô không nghĩ đến việc tái hợp. Cô mong mọi người có thể nhìn nhận một cách hợp lý và không diễn giải, suy đoán quá mức. Cô tin rằng, mỗi người đều có lối sống và lựa chọn riêng, không cần phải đáp ứng mong đợi của người khác. Trường Tương Tư 2 rục rịch chiêu thương, dự kiến càn quét mọi bảng xếp hạng trong tháng 7. Trường Tương Tư được đánh giá là bộ phim gây sốt nhất mùa hè 2023 tại Trung Quốc. Đây là bộ phim Trung Quốc thứ hai vượt mốc 90 điểm trên bảng xếp hạng chỉ số Linh Cây trong năm 2023, chỉ xếp sau tác phẩm đề tài chính kịch, Hình Sự Là Cuồng Phong, với 92.87 điểm. Kết thúc phần 1, ekip làm phim có hàng triệu khán giả theo dõi trên tài khoản mạng xã hội chính thức. Mới đây, phần 2 của Trường Tương Tư đã chính thức thông báo chiêu thương, có thông tin cho biết dự án này sẽ lên sóng vào tháng 7 năm nay. Thông tin này ngay lập tức thu hút sự quan tâm của netizen. Sau hiệu ứng tốt từ phần 1, phần 2 hiện đã có gần 6 triệu lượt đặt xem trước trên nền tảng Tencent Video. Bên cạnh đó, tiếng vang của mùa 1 Trường Tương Tư đã giúp ích rất nhiều sự nghiệp của các diễn viên tham gia, đặc biệt là Đặng Vi, hậu Trường Tương Tư. Anh thành công lọt vào mắt xanh của các nhà sản xuất, có được vai diễn chính đầu tiên kể từ khi xuất đạo.
chính thức thoát khỏi kiếp nam phụ, làm nền cho người khác. Về nội dung, tác phẩm cổ trang thần thoại chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, xoay quanh mối quan hệ của nữ chính Tiểu Yêu và ba người đàn ông tài hoa là Thương Huyền, Đồ Sơn Cảnh và Tương Liễu. Tương Liễu yêu đơn phương Tiểu Yêu, nhưng vì hoàn cảnh hai gia tộc là kẻ thù, nên phải chôn chặt tình cảm trong lòng. Thương Huyền đem lòng yêu em họ Tiểu Yêu, cố gắng chiếm lấy trái tim cô, nhưng thất bại. Cuối cùng, chỉ có Đồ Sơn Cảnh nhờ tính cách tốt bụng, sự chân thành, bao dung, nên đã chinh phục được trái tim Tiểu Yêu. Kết thúc phần 1, Ngũ Vương Đức Nham chủ trương trọng dụng các dòng tộc Tây Viêm, trong khi Thương Huyền muốn mọi dòng tộc đều phải được đối xử bình đẳng. Chính vì thế, Thương Huyền đã nhận được sự ủng hộ từ các gia tộc lớn ở Trung Nguyên. Lý tưởng, tham vọng của Thương Huyền cũng là những gì mà Tây Viêm Vương hiện tại mong muốn. Nhận thấy Thương Huyền vừa quyết đoán vừa nhân hậu, nên Tây Viêm Vương đã quyết định truyền ngôi báo lại cho cháu trai này. Phần 2 của phim sẽ xoay quanh từng bước thực hiện kế hoạch trả thù Đồ Sơn Cảnh của Thương Huyền. Còn Tương Liễu chết trận, sau những hiểu nhầm, Tiểu Yêu quy ẩn giang hồ cùng Đồ Sơn Cảnh, Thương Huyền dồn hết tâm lực vào việc trị quốc, bởi Thương Huyền cho rằng, chỉ khi đất nước thái bình, thì Tiểu Yêu mới có cuộc sống hạnh phúc bình yên. Người yêu của Dương Dương sau 10 năm vẫn trẻ đẹp bất ngờ, cuộc sống giàu sang khó ai sánh bằng. Kiều Hân sinh năm 1993 tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc và tốt nghiệp khoa biểu diễn của Học viện Hí kịch Trung ương. Từ khi còn là sinh viên đại học, Kiều Hân đã đến trường bằng siêu xe. Hiện, nữ diễn viên sống trong biệt thự cao cấp tại khu Tùng Giang, Thượng Hải. Theo iFan, giá biệt thự ở khu vực này vào 10 triệu đô la Mỹ đến 30 triệu đô la Mỹ. Được biết, biệt thự của Kiều Hân còn xây cầu thang xoắn ốc và sở hữu khuôn viên rộng đến mức có thể đổ máy bay. Khu vực đổ xe chứa khoảng 200 xe hơi. Trong đoạn video Kiều Hân quay cảnh chú cúng đùa nghịch ở vườn nhà, khán giả có thể cảm nhận được khoảng sân rộng của biệt thự cô đang ở. Ngoài ra, Kiều Hân cũng sở hữu bộ sưu tập siêu xe hạng sang và biệt thự có giá trị triệu USD ở Canada. Vì vậy, Kiều Hân được báo chí Hoa ngữ ví như công chúa Thượng Hải hay mỹ nhân 9X giàu nhất Trung Quốc. Để theo đuổi diễn xuất, Kiều Hân theo học trung hí và ngay lập tức có những vai diễn đầu tiên sau khi tốt nghiệp. Dự án cũng đầu tiên mà nữ diễn viên tham gia là Lan Nha Bản năm 2014. Trong đó, cô vào vai Vũ Văn Niệm không có nhiều thời lượng, nhưng cũng được xem là cơ hội đáng nhớ. Cũng trong thời gian này, cô ký hợp đồng làm gà cưng của Chính Ngọ. Năm 2016, Kiều Hân được công chúng biết đến qua vai Quang Quang trong bộ phim Hoang Lạc Tụng. Nhờ vai diễn này, cô đoạt giải nữ diễn viên mới ở mảng phim truyền hình trong lễ trao giải EQG, xinh xắn và sở hữu chiều cao 1m72 lý tưởng, và diễn xuất khá. Cô nhận được cảm tình từ đông đảo khán giả. Cũng trong thời gian này, cô vướng phải nhiều tin đồn tình ái cùng đỉnh lưu Dương Dương. Cả hai được cho là đã lén hẹn hò tại London, nhưng Kiều Hân bị Dương Dương chia tay lập tức sau khi bị phát hiện. Kiều Hân bị đá đã vô cùng bực tức, chuyển sang thế đối đầu bạn trai cũ. Theo tiết lộ từ paparazzi trong giới khi ấy, phía Kiều Hân bỏ ra gần 3,5 tỷ đồng chỉ để mua từ khóa bôi đen Dương Dương khắp mạng xã hội. Song phía nam đỉnh lưu vẫn luôn im lặng, chưa một lần lên tiếng xác nhận tình cảm hay đối chất với Kiều Hân. Sự việc khiến cho tên tuổi Kiều Hân càng thêm hot, nhưng kéo theo cả tai tiếng. Về sau, các dự án phim của cô không bùng nổ, chỉ ở mức cầm chừng. Diễn xuất của cô bị chê bai, chế giễu khắp nơi. Năm 2020, Kiều Hân bỗng bị gọi là thánh nữ khóc xấu vì một cảnh khóc như đang cười trong phim Tiểu Phong Bạo. Hoa hồng thời gian đóng với Hồ Nhất Thiên, nhìn nam chính bị rớt từ lan can xuống đất. Kiều Hân bày tỏ sự đau khổ, nhưng lại khiến cư dân mạng băn khoăn, không biết cô đang khóc hay đang cười khi thấy người khác nhảy lầu. Tới bộ phim Yên Ngữ Phú, Kiều Hân lại vướng vào nghi vấn đạo nhái trang phục. Theo cư dân mạng, tạo hình của Kiều Hân trong bộ phim này giống hệt với bộ trang phục mà Hoàng Nhật Quánh mặc trong dự án Điện Hạ Đại Nhân Chọc Không Nổi đã lên sóng trước đó. Không chỉ một bộ mà rất nhiều bộ trang phục của hai bộ phim này đều giống hệt nhau, từ màu sắc, chi tiết cho tới kiểu dáng. Khi mang một bộ trang phục của Kiều Hân và Hoàng Nhật Quánh ra so sánh, rất khó nhận ra sự khác biệt. Có chăng chỉ khác biệt một chút về độ đậm nhạt hay cách buộc nơ. Tuy nhiên, cư dân mạng nhận xét, đồ Hoàng Nhật Quánh mang có khí chất cao sang, còn Kiều Hân lại trông hơi quê mùa và thiếu sức sống. Khi tham gia phim Trầm Thụy Hoa Viên, Kiều Hân cùng người tình màn ảnh Cung Tuấn nhận được nhiều sự chú ý. Đặc biệt, hậu trường cảnh hôn của cặp đôi trong bồn tắm từng gây sốt một thời gian dài. Vì bồn tắm khá nhỏ, Cung Tuấn phải rất vất vả để cưỡng hôn Kiều Hân. Mỹ nhân giàu nhất C-Bip của thế hệ 9X còn suýt ngã vỡ đầu, nhưng may mắn được người tình màn ảnh giữ lại. Sau hơn 10 năm trong nghề,
Kiều Hân ngày càng xinh đẹp, nhưng sự nghiệp lại thụt lùi. Nhiều người cho rằng, việc cậy có gia thế giàu, sẵn sàng vung tiền để kiếm nhiệt đã làm tổn hại sự nghiệp của nữ diễn viên, khó lòng có thể vươn lên tầm cao mới. Video đến đây là hết. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.